Bác Sĩ Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất cực kỳ đẹp anh chị ha. Nằm ở đường ra này là 4 mét anh chị ha, rất là rộng. Cho xe ô tô, xe tải mà lưu thông rất là dễ dàng anh chị ha. Với ngang mặt tiền đường này anh chị là 16 mét nha. Chiều sâu là 60 mét nha. Lên tổng diện tích là 832 mét vuông. Hiện tại thì đất này đó có hai sổ chị ha. Đất là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Còn nếu mà anh chị muốn lên thổ cư á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình lên thổ cư ha. Cái hướng đất mình nằm đây là hướng chánh bắc nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy, coi tuổi, xây nhà ở, xây biệt thự á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Anh chị đi thẳng đường đan 4m này, khoảng là 200m thôi là sẽ đụng tới đường nhựa ha. Đường nhựa đó có cái chợ anh chị, khi mà chợ là chợ Thục Nhiêu anh chị ha, ngày xưa còn gọi là chợ Vĩnh Điềm anh chị đó. Ở đó có rất là nhiều tiện ích như là trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác nằm ở đây chị nha. Đó, mình đi chợ chị không, mình chạy gần đoạn tới đường nhựa là tới chợ rồi, rất là gần nha anh chị. Con cái mình về đây mình ở á, mình cất cái nhà anh chị thì đi rất là tiện đó, mình chạy ra đụng nhựa bên trái là tới trường học rồi. Rồi để em chỉ ranh giới cái đất cho anh chị mình xem ha. Trước em chỉ đất em định vị cái vị trí từ bến xe miền Tây nè về tới đất mình đó là 71 cây số là tới chị nha. Vì có xe ô tô, xe tải gì đó mình tới vị trí đất của mình luôn chị nha. Còn nếu mà anh chị ở thành phố Mỹ Tho anh chị, mình lên đây xem đất là khoảng là 18 km mới tới nha. Đây là cái vị trí đây, rất là gần anh chị. Anh chị tới cầu sao quốc lộ A đó, thì quẹo vô chợ Thục Nhiêu một xíu nữa là tới cái đất của mình rồi anh chị ha, là 18 km nha anh chị. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Đây để qua lộ anh chị cho anh chị xem. Đây từ cái tụ bên tay trái màn hình anh chị, cao khoảng là 2m chị ha, hàng rào đây đó, giáp canh với cái nhà biệt thự kế bên luôn chị ha. Qua bên tay phải mình á là 16m anh chị ha, chiều sâu là 60m nha. Lên tổng diện tích đó là 832 mét vuông anh chị thấy không. Một miếng đất em thấy đây rất là đẹp, rất là ý ha. Đất mình thì bằng ở đây là đường đan luôn anh chị thấy không, quay xa cho anh chị xem nè. Có nền sẵn anh chị, về mình không có cần tốn bơm cát gì anh chị ha. Đây qua cái tụ bê tông ở đây để chỉ ganh bên tay phải luôn cho anh chị mình nắm nha. Đây có tụ khoảng 1,5m anh chị, bên tay phải màn hình anh chị nha. Đây tụ bê tông đây. Còn bên đây là kế bên ta phải mình, ở đây có một cái đường nước công cộng. Đó, đường nước này khoảng là 1,2m anh chị ha, cái nhỏ thôi. Chứ học cái lớn anh chị. Rồi để em quay một vòng hàng xóm cho anh chị mình xem luôn ha. Đây nhà cửa chị không? Rất là đông đúc anh chị ha. Ở khu vực mình ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Ở đây mình xài nước ngọt, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn. Nên chị và cô chú mình rất yên tâm vấn đề đó ha. Đây là trước đất mình đây, nhà cửa rất là đông chị không. Em thấy miếng đất này thích hợp cho anh chị cô chú nào mua về làm kho ha, làm xưởng nè. Tại diện tích mình cũng 16m rất là rộng rồi. Hay là mình làm vừa trái cây ở đây cũng rất là tiện anh chị. Nếu không anh chị thì mình cắt cái nhà một bên góc phải hay trái gì đó, thì mình bỏ một bên để sau này mình cho con cái mình về đây mình ở chị ha. Không thích nhộn nhịp ở Sài Gòn anh chị. Còn nếu không anh chị có thể kẹt tiền mình bán cũng rất là dễ ha. Tại đất trước cái đường đan 4m nữa, xe ô tô, xe tải lưu thông rất là dễ dàng. Tại kế bên tay trái mình anh chị có cái biệt thự rất là đẹp đúng không chị. Anh chị về đây mà cất thêm một cái biệt thự đây nữa là tuyệt vời ha. Mình đi chợ rất là gần, ra 200m tới đường nhựa đó là tới chợ Thục Nhiêu rồi anh chị. Đây quay xuống cho chị xem thấy không. Lúc trước đây có cái nhà anh chị nên có cái nền rất là cao, bằng cái đường đan luôn chị thấy không. Hiện tại thì cái này là hai sổ chị nha. Bất sản đặc biệt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở thì cứ liên hệ với em số thoại dưới màn hình nha. Bên em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị. Và em sẽ đưa số thoại chính chủ lên YouTube luôn để khách hàng tiện liên lạc và bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị nha.
thêm đất mình khá là dài chị ha. Em thấy cái vị trí này làm kho xưởng là thích hợp nhất ha, kế đó là xây nhà ở biệt thự. Trên đất mình này không có mồ mả, không có vướng dây điện cơ thế gì anh chị nha. Đang quay rất là kỹ từng tiết cho anh chị mình thấy ha. Em sẽ cố gắng đi ra cái anh cuối cùng luôn, chỉ anh giới cho anh chị mình nắm ha. Đất mình em thấy phía sau này rất là cao chị, không có ao hồ gì hết chị ha. Đây, em quay thấp anh chị thấy không, không có ao hồ gì hết. Thì em chỉ cái góc bên ta phải luôn ha. Đây cái ao có cái đường nước công cộng nãy em chỉ cho chị dài tới đây nè, cái trụ bê tông là ranh giới của mình chị không, còn đây là đường nước công cộng. Quý khách hàng cũng đừng quên like, chia sẻ, comment bên dưới để bên em có động lực quay những video mới để cho anh chị mua đất để đầu tư, hay về đây mình nghỉ dưỡng, hay là về đây mình cất nhà ở ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha. Dạ chào cô, đây là ranh giới cuối cùng của đất mình vậy ha. Đây có trụ bê tông anh chị, có hàng trụ bê tông anh chị theo đó. Phía sau đây em chưa kéo một gào, bên tay phải cũng chưa chị ha. Còn bên tay trái mình thì có bức tường rồi, bức tường có cái nhà biệt thự kế bên anh chị ha. Đó, mình hỏi làm gạp cũng được. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số điện thoại giống hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 2 tỷ 300 triệu nha. Với ngang mặt tiền đường đan 4m là 16m, chiều sâu là 60m chị ha. Lên tổng diện tích cái thửa đất của mình là 832m². Đó, vị trí này cực kỳ đẹp anh chị thấy không? Làm kho, làm xưởng, xây biệt thự, xây nhà đều thích hợp hết. Đó, cho xe ô tô, xe tải tới vị trí luôn. Và đi ra chợ, con cái mình đi học rất là gần. Anh chị ra khoảng 200m là đụng tới đường nhựa thôi. Quẹo trái xíu là tới chợ Thục Nhiêu rồi. Có rất là nhiều tiện ích ở đó, mình đi chợ rất là tiện ha. Còn mình đi hướng về thành phố Hồ Chí Minh hay về miền Tây cũng ra cũng rất là dễ nè chị ha. Anh chị qua cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho chị ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.